Cử tri Hội An bất bình về tình trạng tham nhũng tràn lan. Bên cạnh vấn đề ô nhiễm môi trường, phá rừng, sạt lở, vấn đề nhận được sự quan tâm nhất của cử tri ở thành phố Hội An, Quảng Nam là tình trạng tham nhũng. Sáng 28 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh vấn đề ô nhiễm môi trường, phá rừng, sạt lở, chế độ chính sách cho người có công, vấn đề nhận được nhiều ý kiến đề cập nhất là tình trạng tham ô, tham nhũng. Có tất cả 12 cử tri phát biểu ý kiến thì cả 12 người đều nêu lên những bức xúc bất bình về tình trạng tham nhũng hiện nay. Cử tri Nguyễn Tấn Đạt bày tỏ sự tin tưởng và quyết tâm của Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng khi nhiều vụ tiêu cực, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại một số bộ ngành địa phương được xử lý nghiêm minh trong thời gian gần đây. Ông Đạt cho rằng cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để những vụ án tham nhũng hàng chục ngàn tỷ đồng như ở PVN hay tại các ngân hàng không còn xảy ra. Tỉnh Quảng Nam cố gắng mãi mới làm được cái cầu cửa đại, nhưng chỉ một vụ tham nhũng đã mất mấy ngàn tỷ hơn cái cầu cửa đại rồi, thế thì sao đất nước không nghèo cho được, ông Đạt dẫn dụ. Cử tri Nguyễn Huệ cho rằng tham nhũng như bọn sâu mọt đục khoét xã hội khiến lòng dân căm phẫn. Theo ông, không nên dùng từ chống tham nhũng mà phải dùng từ diệt, như diệt sâu bọ, diệt chuột vậy. Đồng tình, cử tri Nguyễn Quốc Hội nói rằng phải xử lý nghiêm người để xảy ra tham nhũng nên bỏ tù, thậm chí là tử hình. Chứ bị phát hiện sai phạm nhưng lại luân chuyển chỗ này chỗ kia thì mối mọt lại tiếp tục lây lan để đục khoét của dân. Cử tri Đinh Công Toàn đề nghị nhốt tội phạm tham nhũng trong một cái lồng, đem ra trước bản dân thiên hạ để họ cảm thấy xấu hổ với xã hội. Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng tình với ý kiến của các cử tri rằng công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta trong nhiều năm nay và hiện nay chưa tốt, chưa hiệu quả, việc xử lý có nơi, có lúc còn chưa nghiêm. Ông Dũng cũng chia sẻ với các cử tri rằng phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất khó khăn vì loại tội phạm này rất tinh vi. Ông Dũng nói, đa số những vụ án tham nhũng được phanh phui là nhờ nội bộ tự tố cáo nhau. Ông Dũng cho rằng thời gian vừa qua, việc phòng chống tham nhũng dù chưa đáp ứng được như kỳ vọng của cử tri, nhưng nhìn ở mặt tích cực thì đã có nhiều chuyển biến. Hiện nay, những người đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều rất quyết tâm. Ông Dũng cũng chia sẻ với các cử tri rằng, trong quy trình xử lý cán bộ công chức, trước mắt là xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm, sau này nếu điều tra có vi phạm hình sự thì sẽ bị truy tố, đưa ra xét xử. Những người bị phát hiện trước đây vi phạm không phải kỷ luật xong là thôi mà sẽ bị điều tra, nếu phát hiện sẽ bị xử lý hình sự, ông Dũng nói.